Thưa sư, mình làm gì cũng cố gắng làm nhanh để tập trung hoàn toàn, không cho phiền não nó xen vô. Thế có đúng không ạ? Còn việc mình làm gì cũng từ từ, không quá chậm, nhưng họ lại quan sát phiền não của mình là gì. Mong sư cho tụi con ý kiến về cách làm việc sinh hoạt của hai tính cách trên. Khi mà quý vị làm nhanh á, nhưng điều quan trọng là cái sự chú tâm của mình á, nó có cái sự chú tâm bất thiện hay là không. Chứ không phải cái gì mình tập trung thì nó cũng là thiện. Ví dụ như tên ăn trộm nó đang tập trung để nó nại ổ khóa, hoặc là cái tên ăn trộm thì nó móc túi nó làm cũng rất là nhanh. Sư đã từng thấy cái tay móc túi rồi, nó vừa móc xong rồi nó truyền qua cái tay đứa kế bên, nó chụp một cái nó bỏ vô người nó liền, rất là nhanh, tích tắc, cái này không tới một giây nữa, nhanh. Nhưng mà đó, cái đó là cái bất thiện ha. Thì cho nên sư mới nói là còn tùy thuộc vào cái mà mình tập trung đó, nó là cái gì. Còn nếu như quý vị làm việc bình thường, ví dụ như nấu ăn, thì nó là cái nghiệp, nó là dùng từ trung tính đi. Tại vì nó cũng không phải là thiện, cũng không phải là bất thiện, nó là cái nghiệp trung tính. Nó giống như là cái việc mà mình đi gì đó. Nếu mà mình chỉ đi không thôi thì nó thuộc về cái tâm duy tác, tức là mình chỉ làm thôi, chứ nó không phải là cái mà nó tạo ra cái nghiệp. Tuy nhiên nếu như mà quý vị làm việc để nuôi sống mình á, mà quý vị làm một cách liên tục, nó nhanh nhạy mà không có cái tạp niệm nó xen vô á, thì quý vị lại có được một cái khác, đó là cái chánh mạng, tức là sự nuôi mạng chân chánh, nó không có cái bất thiện nó xen vô. Còn khi mà nếu quý vị so với cái chuyện mà đi, giả sử như cái chuyện đi thiền, một người mà đi thiệt là nhanh để cho không có tạp niệm xen vô, thì cẩn thận. Khi mình làm mà mình nói là không có tạp niệm thì coi chừng, do nó tạp quá nhiều cho nên mình không biết là có tạp niệm hay là không. Nó giống như một cái người mà ăn dối thì đôi khi là có những cái hạt sạn thì họ cũng không có biết, họ cũng nuốt luôn à. Có những hạt trấu họ cũng không biết, họ cũng nuốt luôn. Thì đó là do họ ăn dối, tức là ăn nó quá nhanh, họ không kịp nhận ra nó. Mà không kịp nhận ra không có nghĩa là nó không có. Thành ra là hãy cẩn thận điều đó. Khi chúng ta có thể quan sát được từng cái dòng tâm của mình, khi đó chúng ta vẫn có thể làm nhanh trong chánh niệm. Quý vị đi đứng bình thường, nhưng mà khi quý vị thuần thục rồi đó, thì tự nhiên quý vị làm nhanh được thôi. Nhớ, làm nhanh và làm ẩu nó khác nhau. Giống như một người mới tập lái xe thì họ làm rất là chậm, lái rất là chậm, nhưng mà khi họ lái một cách thuần thục rồi đó thì họ phản ứng rất là nhanh, và họ có thể họ lái xe rất là nhanh, thậm chí là đi vô cái đường đua xe thì họ vẫn đua như thường. Nhưng nó khác với một người lái ẩu, lái nhanh và nó cứng tay lái do cái tài xế lão luyện, nó khác với lái ẩu. Phân biệt cái đó.